2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 10, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024. Về dự kỳ họp có các ông bà là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố được bầu tại địa phương, lãnh đạo Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và 19 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 4. 6 tháng đầu năm 2024, phường Thái Học đã triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, thu được kết quả thắng lợi. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 335 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách đạt hơn 14 tỷ đồng, bằng 112,37% kế hoạch giao. Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh được thực hiện tốt, đã triển khai thi công 2 dự án công trình theo phê duyệt của thành phố với mức đầu tư 13,87 tỷ đồng, hoàn thiện đưa vào sử dụng trụ sở công an phường với mức đầu tư 5,4 tỷ đồng. Ngoài ra, phường còn tiến hành khảo sát hoàn tất các thủ tục trình thành phố 5 dự án công trình đảm bảo mặt bằng và chiều dài theo quy định. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và xây dựng có nhiều tiến bộ, dần đi vào nền nếp. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời theo quy định. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao giành nhiều kết quả cao, công tác quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng các thành viên hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác xây dựng bảo vệ chính quyền địa phương. Về phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, phường Thái Học tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đã được quy hoạch, phê duyệt, tăng cường công tác quản lý việc khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, quan tâm phát triển các ngành nghề thương mại dịch vụ và hình thành phát triển sản xuất hàng hóa để xây dựng thêm nhiều sản phẩm OCOP, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn phường. Kỳ họp tiến hành thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 và những tháng cuối năm, báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2024, báo cáo công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường 6 tháng đầu năm 2024 và giải pháp kế hoạch quản lý đất đai, tài nguyên môi trường những tháng cuối năm, đồng thời dành nhiều thời gian cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường trả lời giải trình ý kiến của cử tri trên địa bàn phường.